Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, chúng ta xích lại gần tuần thánh hơn thì chúng ta lại càng khám phá ra khuôn mặt của Chúa chúng ta, của Cha chúng ta ở trên trời. Khuôn mặt đó hôm nay các bài đọc vẽ lên cho chúng ta diện mạo của Cha chúng ta, đó là một khuôn mặt đầy đau khổ và yêu thương. Yêu thương và đau khổ, đó cũng chính là hai yếu tố mà cuộc đời của mỗi người trong chúng ta không thể nào tách rời được. Ông bà anh chị em thử tưởng tượng coi, nếu như thánh giá, thập giá Chúa Kitô mà không có Chúa Kitô thì nó là cái gì? Nếu không phải chỉ là cái chết, chỉ là cái bản án mà người đế quốc La Mã dùng để tử hình các tên tử tội sao? Thập giá mà không có Chúa Kitô trên đấy, nó chỉ là một cái tử tội mà thôi, một cái tử hình thôi. Và nếu như Chúa Kitô mà không có thập giá đó, thì làm sao chúng ta có thể nhìn thấy được khuôn mặt của Cha chúng ta, đó là khuôn mặt đầy yêu thương. Cho nên đau khổ, thập giá và tình yêu, đó là hai yếu tố không thể nào tách rời khỏi cái cuộc đời của Đức Kitô, cũng như khỏi cuộc đời của mỗi người trong chúng ta được. Nhưng để nối kết cái đau khổ và tình yêu, chúng ta cần có một yếu tố, đó là con mắt của niềm tin. Chúng ta phải sống bằng đức tin của chúng ta để có thể chấp nhận những đau khổ trong cuộc đời chúng ta bằng một cái sự yêu mến, yêu chính cái sự đau khổ chúng ta. Chúng ta cần có đức tin. Chúng ta trở về câu chuyện của vườn địa đàng năm xưa. Ở trong vườn địa đàng đó, chúng ta phát hiện ra một cái cây.
Ở trên cây đó có con rắn, một cây gỗ có con rắn ở trên đấy. Và chính cái cây gỗ có con rắn này đã cám dỗ và đã làm cho Adam và Eva sa ngã. Bởi vì sao? Bởi vì Adam và Eva không chấp nhận đau khổ, muốn được bằng Thiên Chúa cơ. Không chấp nhận đau khổ, đánh mất đi tình yêu, và không nhìn với cái nhìn đức tin, không tin vào Thiên Chúa, không tin vào những lời căn dặn của Thiên Chúa. Chính vì vậy, cái cây ở trong vườn địa đàng năm xưa có con rắn ở trên đấy, trở thành cây sự chết cho gian trần chúng ta, cho nhân loại chúng ta. Và cũng một cái cây gỗ mà Mô-xê đã dựng lên ở trong hoang địa, cũng có một con rắn đồng được treo trên đấy. Ông bà anh chị em chắc biết cái câu chuyện đó. Mô-xê dẫn Israel, dân Israel ra khỏi đất Ai Cập, đi lòng vòng ở trong hoang địa 40 năm trời. Dân bắt đầu cảm thấy nóng bức, thiếu nước, thiếu đồ ăn. Dân đau khổ, dân khổ lắm. Cho nên dân chúng bắt đầu kêu gào lên Thiên Chúa và than trách Mô-xê: tại sao không để cho chúng tôi ở trong đất Ai Cập? Chúng tôi thà chết trong đấy còn hơn là ông dẫn chúng tôi ra đây. Chúng tôi chết trong sa mạc này. Và như vậy Thiên Chúa sai rắn lửa ra và cắn dân. Dân thấy như vậy sợ quá, lại chạy đến Mô-xê và năn nỉ Mô-xê: xin ông hãy xin với Thiên Chúa bớt giận lại. Và Chúa nói với Mô-xê: ngươi hãy dựng cái cây gỗ lên, ở trên cây gỗ đó ngươi treo một cái con rắn đồng, để những ai bị rắn lửa cắn đó đến nhìn lên cây rắn, cây gỗ mà có con rắn đồng đó thì không phải chết. Dân chúng đau khổ, không chấp nhận cái đau khổ đó, đánh mất đi cái tình yêu Thiên Chúa, đánh mất đi cái niềm tin vào Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa nói rằng muốn sống thì bây giờ phải nhìn ta bằng một cặp mắt của tình yêu, đón nhận sự đau khổ bằng cặp mắt của đức tin. Chúa giáo dục dân của Ngài ở trong hoang địa, không để cho xa vào một lần nữa cái cạm bẫy mà Adam và Eva đã phạm tội. Cho nên cái cây gỗ ở trong hoang địa mà Mô-xê dựng lên với hình con rắn đồng ở trên đấy đã trở thành một cái cây mà nếu nhìn vào đó với niềm tin sẽ được sống. Và hình ảnh con rắn ở trên cái cây trái cấm ở trong vườn địa đàng, cũng như hình ảnh con rắn đồng được ông Mô-xê treo lên cây gỗ trong sa mạc, chính là hình ảnh báo trước cho chúng ta một đấng Kitô sẽ bị đóng đinh treo trên thập giá. Cũng như ông Mô-xê dương cao con rắn trong sa mạc thế nào thì con người cũng sẽ bị dương cao lên như vậy, để những ai tin vào người sẽ có sự sống đời đời. Ở trước mắt chúng ta, đó là cây đem lại sự sống cho chúng ta. Vậy thì Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập giá, đã cứu lên nhân loại chúng ta bằng cách nào? Phải chăng đó là bằng sự đau khổ của Thiên Chúa? Phải chăng chỉ là bằng sự đau khổ vật vã của Ngài trên thập giá để cứu lấy con người chúng ta hay không? Vào cái thời gian xa xưa đó, giáo hội chúng ta rất đề cao về cái chuyện đau khổ để đi đến cái vinh quang với Đức Kitô. Cho nên trong giáo hội xa xưa đó, chúng ta thấy có những cái phạt xác nè,
những cái đánh tội nè, dùng roi để đánh vào thân mình khi mà mình có tội, hoặc là nằm trên đá, trên gai phạt xác để chịu những cái đau khổ thể xác giống như Đức Kitô, để có thể đi vào phục sinh với Ngài. Giáo hội chúng ta đề cao quá mức một thời gian về cái sự đau khổ của con người. Phải chăng với sự đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá đã cứu lấy con người, cứu lấy thế gian của chúng ta chăng? Con thiết nghĩ rằng Thiên Chúa cứu lấy con người chúng ta không chỉ bằng một diện mạo đau khổ của Đức Kitô ở trên thập giá, mà còn bằng cái tình yêu của Ngài dành cho thế gian của chúng ta. Bởi lẽ năm xưa trên đồi Can Vê, ông bà anh chị em có tới 3 cây khổ giá lận. Có tới 3 cây khổ giá chứ không phải chỉ một cây thập giá của Đức Kitô đâu. Mà 2 cây khổ giá kia đóng đinh 2 tên trộm cướp, cùng chịu một cái sự đau khổ thể xác với Đức Kitô. Nhưng mà 2 cây khổ giá kia của 2 tên cướp á, không cứu được chúng ta, không cứu được thế gian này. Vậy thập giá của Đức Kitô cứu nhân loại chúng ta bởi vì tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, dành cho thế gian của chúng ta, được tỏ lộ nơi diện mạo đau khổ của Đức Kitô trên thập giá. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã hiến ban tặng con một của Người, để những ai tin vào Người Con này thì sẽ được sống đời đời. Tình yêu hiến ban của Thiên Chúa đạt tới đỉnh cao, đó là trên thập tự, trên cây khổ giá, khi mà Thiên Chúa hiến ban con một của mình và chấp nhận để cho thế gian đóng đinh con của mình trên thập giá, để thế gian có thể khám phá ra rằng không phải Thiên Chúa đòi hỏi thế gian chúng ta phải dâng hy lễ cho Ngài, mà chính Thiên Chúa lại là người dâng của lễ cho thế gian. Đó chúng ta mới thấy được cái quà tặng như không của Thiên Chúa cho chúng ta, đó là ơn cứu độ của Ngài. Ngài tặng cho chúng ta như không vậy. Mà đúng không bạn chị em, tất cả muôn loài, muôn sự, muôn vật, cả cái thế giới này do tay Thiên Chúa tạo nên là của Thiên Chúa mà. Ngài cần gì đến cái con bê béo hay cái con bò tốt để làm của lễ dâng lên cho Ngài. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của ông Abraham giết con trai của mình để sắp tế, để dâng lên cho Thiên Chúa đấy. Ở trên núi, Abraham cầm dao dơ cao thật cao, chuẩn bị đâm xuống con của mình để làm của lễ dâng cho Thiên Chúa đó, thì Thiên Thần Chúa đã chặn ngay cái bàn tay của người cha đó lại. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng Chúa muốn thấy được lòng của người cha, chứ không cần cái của lễ này. Thiên Chúa đâu cần chúng ta dâng của lễ cho Ngài. Chính Ngài là người dâng hy lễ cho chúng ta, hy lễ con một của Ngài trên thập giá đấy. Cho nên tình yêu của Thiên Chúa bao la như thế nào không bạn chị em? Và cũng ở trên cái đỉnh đồi Can Vê thập giá năm xưa đó, Chúa Giêsu đã tỏ lộ cái dung mạo đích thực của Thiên Chúa cho chúng ta. Đó là một Thiên Chúa của tình yêu, một tình yêu vô điều kiện. Khi mà chúng ta nói đến tình yêu á, con người chúng ta luôn luôn là một tình yêu có điều kiện. Tôi yêu anh ấy, tôi yêu chị đấy bởi vì anh ta đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, thông minh. Tôi yêu chị ấy bởi vì dễ thương, nết na, hiền dịu. Luôn luôn là có một cái điều kiện trong tình yêu của chúng ta. Còn Thiên Chúa yêu thế gian chúng ta không cần một cái điều kiện gì cả.
Và cái tình yêu đó đó ông bà anh chị em, ở trên thập giá đấy, ông bà anh chị em nghĩ coi, cái người mà sắp chết á, những cái lời cuối cùng của những người sắp chết á, lời chăn trối đó, thì thường sẽ là lời mà nói ra từ tận đáy lòng, những cái lời mà ấp ủ bao nhiêu năm tháng khi còn sống. Khi mà lời đó nói ra đó, thì nói bằng cả con tim, cả con tình yêu. Và Chúa Giêsu của chúng ta, Thiên Chúa của tình yêu, ở trên thập giá, Ngài nói 7 lời trước khi Ngài tắt thở, ông bà anh chị em. Và chắc chắn rằng những lời đó là lời tâm huyết của Ngài, lời từ con tim đầy yêu thương của Ngài. Chúng ta sẽ thấy cái thứ tự mà những lời nói của Chúa Giêsu nói ra cho chúng ta. Xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Đó là lời đầu tiên Chúa Giêsu thốt lên. Đó là cái thao thức từ đáy lòng của Chúa Giêsu thốt lên trước khi Ngài chết ấy. Ngài đặt lên trên hàng đầu là tha cho cái kẻ mà giết Ngài, cái kẻ mà làm hại đến Ngài, cái kẻ mà đóng đinh với Ngài. Ngài đặt cái ưu tiên hàng đầu trong tình yêu. Tiếp theo sau đó, cái lời tiếp theo sau đó đó là: này đây, ngay hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng. Lời yêu thương thứ hai mà Chúa Giêsu dành đó là những kẻ có tội mà biết ăn năn sám hối. Cái tên bị đóng đinh, tên trộm cướp bị đóng đinh ở bên tay phải Chúa đấy, biết tội của mình, ăn năn sám hối. Thiên Chúa dành cái ưu tiên tình yêu thứ hai cho người đó. Lời thứ ba đó là: này đây, này bà, đây là con của bà. Chúng ta thấy, chúng ta không thể nào tưởng tượng được tình yêu của Chúa như vậy. Mẹ của mình xếp hàng thứ ba, cái kẻ mà giết mình, hại mình, cái kẻ mà tội lỗi lại được xếp lên trên hàng của mẹ mình. Như vậy chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và chính cái tình yêu này là điểm làm nổi bật lên cái tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu chúng ta vô cùng. Và tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu dâng hiến vô điều kiện. Chính cái tình yêu này là nền tảng để cứu chuộc chúng ta, và cũng là nền tảng để chúng ta bước đi trong hành trình đức tin của chúng ta. Chúng ta tin cái gì? Ông bà anh chị em cũng như con tin cái gì? Nếu không phải là tin Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Cho nên tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa này chính là cái nền tảng căn bản nhất cho đức tin của chúng ta, cho cái hành trình đức tin mà chúng ta đang đi. Chính vì vậy, khi mà chúng ta sống cái niềm tin, tin vào Thiên Chúa, tin vào tình yêu của Thiên Chúa đó, chúng ta sẽ được biến đổi tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẽ được đổi mới cái con mắt của chúng ta. Chúng ta sẽ nhìn với những cái sự việc xảy ra trong cuộc đời chúng ta bằng một con mắt mới, một con mắt của niềm tin. Cho nên giữa cái khổ đau và cái tình yêu đó, chắc chắn phải có cái niềm tin, cái đức tin để nối kết giữa hai điều này. Còn nếu chúng ta thiếu đi con mắt của niềm tin đó, chúng ta sẽ đánh mất đi cái tình yêu ở trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta nhìn thấy những đau khổ, chúng ta sẽ than trách Chúa. Chúng ta không chấp nhận được. Khi vừa rồi
Năm vừa rồi con chở mẹ con đi bệnh viện ung bướu để chữa bệnh. Thì đang ngồi chờ ở hành lang á, ngồi chờ đông lắm. Thì có một cái chị đi vô, chị đi vào và chị nói với tất cả những người đang ngồi chờ hành lang á: ông bà ơi, ông bà cô chú, con bác sĩ mới nói con bị ung thư tử cung, mà gia đình con ở tít ở dưới miền Tây cơ, nên xin ông bà giúp cho con một ít lộ phí để con đi về gia đình con sắp xếp mọi thứ để con lên đây con nhập viện. Chị nói tất cả mọi người ai cũng giơ cánh tay của mình ra đưa 10.000, 20.000, 50.000. Chị đi một loạt, chị nhận và chị cảm ơn. Tới một ông cụ cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng 70 mấy tuổi, ông giơ tay ra và đưa cho chị 500.000. Sau khi chị lấy tiền hết rồi chị bỏ đi, thì cô con gái của ông cụ vội vàng chạy tới nói: Bố đưa cho bao nhiêu? Bố bị lừa rồi, bố biết không? Chị chẳng có bệnh hoạn gì cả. Nếu mà chị bệnh thì chị phải đi từ trong phòng khám, đó là từ hướng này đi ra, chứ sao chị đi từ trên cái đường cầu thang để đi lên. Và chị bằng tất cả những cái sự gọi là lý chứng của mình để chứng minh rằng mọi người ở đây đang bị lừa, và cái chị kia không có bệnh tật gì cả, bị lừa thôi. Và mọi người đã được thuyết phục bởi chị ta, ai cũng tin rằng mình bị lừa cả. Cả một cái hành lang bắt đầu xôn xao lên bàn tán. Rồi sau cùng ông cụ lớn tuổi đưa cho 500.000 đó, ông cũng lên tiếng. Ông nói rằng: con gái nè, bố nghĩ rằng nếu chị ấy không có bệnh, chúng ta phải mừng cho chị ấy. Con cứ coi như tiền đó là tiền mừng chị ấy không có bệnh vậy. Ông bà anh chị em, con nghe cái câu đó mà thực sự ông bà anh chị em, con nổi hết da gà lên, bởi vì con không ngờ rằng một bệnh nhân lớn tuổi lại có một cái nhìn của tình yêu như vậy, có một cái nhìn của tình thương, của một niềm tin như vậy. Quả thật ông bà anh chị em, trong khi mà chúng ta bị bệnh, chúng ta dễ cảm thông với những người bệnh nhân khác. Khi mà chúng ta đau khổ, chúng ta dễ thông cảm với những người khổ đau khác. Khi mà chúng ta nghèo, chúng ta dễ thông cảm với người nghèo khác hơn. Và Chúa dễ thông cảm với con người tội lỗi của chúng ta. Ngài mặc lấy thân xác của chúng ta để Ngài có thể cảm thông với chúng ta. Và hơn hết, chúng ta cần có một trái tim đầy yêu thương để chúng ta có thể đón nhận đau khổ trong một cặp mắt của niềm tin. Con cầu chúc cho cộng đoàn chúng ta sống một tuần lễ, chúng ta khám phá ra được tình yêu của Thiên Chúa, tặng ban cho chúng ta đời sống hạnh phúc. Chúng ta nhận ra được, chúng ta dùng chính cái niềm tin và tình yêu của chúng ta để có thể đón nhận những đau khổ ở trong cuộc đời chúng ta. Amen.